Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ba anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống nhà của em Hưng của bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có chia sẻ em Hưng lên một cái thước phim rồi. Đấy, các bác cũng theo dõi được và biết cái hoàn cảnh của em Hưng rồi đó các bác. Em Hưng thì hiện tại là một mình sống ở trong một cái ngôi nhà, có thể nói là nhìn ở phần phía bên ngoài vào thì nhìn thấy rất là nhiều những cái cột thì hầu như nó đã bị nghiêng đi rất là nhiều rồi, như kiểu là nó sắp bị đổ đến nơi cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy là phần phía bên ngoài trên ở bên cái mép ngoài ấy, phần mái ấy, các bác có thể nhìn thấy là một tấm tôn thì nó đã bị bay ra. Hôm nay thì không biết là lên nhà thì không biết là có gặp em Hưng ở nhà không các bác. Ở phần phía bên ngoài thì cháu Lực nhìn thấy là có khá là nhiều những cái vết, những cái lông gà, lông vịt mọi cái này. Còn kèm theo đó là cháu Lực nhìn thấy có cả những cái bánh trưng nhỏ này các bác này. Hôm nọ thì nghe theo lời của em Hưng kể rằng là bố của em thì là khi mà đưa xác về các bác thì là được để phần phía bên ngoài này, thì không có được lấy vào trong nhà, tại vì là chết ở ngoài chứ không phải là chết ở trong nhà. Đây thì cháu Lực nhìn thấy là có một cái đôi dép ở đây, chắc là đôi dép của em Hưng hoặc là của bố của em ấy chẳng hạn các bác ạ. Đấy, bây giờ thì đi vào nhà xem là Hưng có ở nhà không. Hưng ơi, dạ. Ở nhà không? Có. Có à? Ui, đang làm gì đấy? Em đang ăn cơm ạ. Đang ăn cơm á? Ừ. Là không ra nhà bác ăn cơm mà ăn cơm luôn ở đây? Không ạ. Thế là hôm nay là đi đâu làm cái gì về? Em ở nhà. Ở nhà? Ừ. Hôm nay thì có đi hộ ai không hay là ở nhà chỉ trông qua nhà cửa thôi? Vâng, em ở nhà trông qua nhà cửa. Trông qua nhà cửa, thế là ăn cơm với gì đây? Ăn cơm với nước chè. Cơm với nước chè á? Vâng. Thế là nước chè ở đây à? Vâng ạ. Ôi rồi. Thế là vừa vừa rồi là vừa làm việc gì ở nhà xong lại ăn cơm mà hay là ăn cơm sớm? Em ăn cơm sớm. Cơm sớm luôn à? Vâng. Thế ăn cơm xong thì còn đi đâu làm gì nữa không hôm nay á? Em không ạ. Không à? Vâng. Thế là trong thời gian mà bố vừa mới mất ấy, thì là không đi đâu làm gì hay là gia đình mình không có việc gì để mà làm? Nhà em không có việc gì để làm đâu. Không có việc gì để làm á? Vâng. Thế ruộng nương nhà em thì cũng không còn à? Vâng. Là chắc là quần chắc là Hưng thì cũng ở nhà cả ngày rồi, thành ra là đói. Lại lên thì bắt gặp em Hưng ăn cơm theo như em Hưng kể là ăn cơm chan với lại nước chè đó các bác. Nước chè này thì chè này thì đi lấy đâu về mà có chè? Chè em đi hái. Chè đi hái à? Vâng. Đấy, ăn cơm đi, ăn cơm xong thì anh nói chuyện với Hưng thêm một chút nữa. Tối hôm qua thì có ai về làm bạn với em không? Em không ạ. Tối hôm qua là một mình khác ở trong ngôi nhà này à? Vâng. Một mình ở trong ngôi nhà như vậy thì cảm thấy là rất là lạnh lẽo các bác ạ. Đêm đi ngủ thì có sợ sệt gì không? Dạ, vẫn sợ một tí. Vẫn sợ một tí à? Vâng. Thế chị gái của em thì không sang nữa à? Vâng ạ. Chị gái của Hưng, mặc dù là Hưng có hai người chị cô bác ạ, nhưng mà hai người chị cũng đi lập gia đình rồi, lâu lâu thì mới sang nhà Hưng có một lần thăm em Hưng thôi. Thế thì hôm nọ là anh ra thì bạn gặp chị gái, đấy là chị gái cả hay là chị gái bao nhiêu? Chị gái cả. Chị gái cả. Vâng ạ. Hưng thì bây giờ nuốt xong chưa, gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các ông bà nhá. Rồi. Cháu chào các ông bà. Rồi, bây giờ thì Hưng ăn cơm đi. Ăn cơm xong thì ăn cơm xong thì anh ở lại chơi với Hưng một lúc nữa thì là anh sẽ đưa Hưng anh sẽ đi về. Đây, ở lại chơi với Hưng là cho muộn muộn hơn thì cháu Đức sẽ đi về cô bác ạ. Bác thì nhà bên cạnh thì có ở nhà không? Bác có ạ. Bác có à? Ừ. Thế cơm này là em tự nấu hay là đi nhà bác lấy cơm về ăn? Em tự nấu. Tự nấu cơm à? Một mình là tự nấu cơm tự ăn à? Vâng.
Gạo thì hôm nọ là các anh vào thì mua gạo vào là lấy gạo đấy để nấu đúng không? Như Hưng thì anh nhìn thấy là cũng không có nệm có chăn gì cả, cô bác ạ. Ở nhà cửa thì cũng thấy là em ấy dọn dẹp khá là gọn gàng. Đấy, mặc dù là vẫn còn khá là nhiều quần áo ở trong góc. Đấy, nhưng mà cũng gọn gàng hơn lại cái hôm mà hôm trước rồi. Cơm ăn với nước chè thì cảm có vị vị như nào? Vị chè. Có vị chè à? Không biết là ở đấy các bác đã từng ăn cơm chan với nước chè không? Nhưng mà thấy cảnh em Hưng vào nhà ăn cơm chan với nước chè. Nhà thì còn mì tôm gì không? Không ạ. Không còn mì tôm gì à? Vâng ạ. Ừ. Thế thì để đợt sau anh xuống này sẽ mua thêm là mì tôm cho Hưng. Có thịt có thà gì không? Không ạ. Không à? Vâng. Anh nhìn ở trên thì cũng không thấy treo là một cái miếng thịt nào của bác. Thế năm nay thì nhà Hưng ấy, khi bố còn thì có lợn để mà mổ lợn Tết không? Dạ không ạ. Không còn à? Vâng, bố em đi mua mượn. Đi mượn đi á? Đi hộ người ta cày mới được. À, đi đi hộ người ta cày có nghĩa là đi làm thuê để mà đổi lấy thịt lợn đúng không? Không ạ. Làm một ngày mới được một cân. Làm một ngày là được một cân à? Ừ. Thế một cân thịt lợn thì tính ra tầm là 130 thì tương đương là một ngày trước bố em đi làm thì được là 100 là 30.000. Ừ. Một cân đấy thì hai bố con thì trước mà bố con ở ấy, hai bố con ăn độ tầm bao nhiêu ngày thì hết? Con đấy chắc tầm tiết kiệm thì được tầm hơn một tuần. Tiết kiệm thì là được hơn một tuần. Vâng. Đấy là chỉ là đến những ngày Tết thì mới dám ăn thịt à, hay là những ngày bình thường cũng ăn? Không. Ngày bình thường thì đi làm lấy tiền để mua gạo. Thế như nếu mà em đi làm thì em làm ở xung quanh nhà hay là còn đi đâu làm được không? Làm ở trong làng. Làm ở trong làng à? Vâng. Thế một ngày thì các bác ở trong làng thì giả cho em là bao nhiêu tiền? Có ngày chỉ tầm 50.000. Không ngày là được 50.000. Vâng. Nhưng mà ngày 50.000 là mình làm công việc gì? Làm cắt cỏ lấy củi, cắt kiểu. Cắt cỏ lấy củi à? Vâng. Nếu mà ngày 100.000 thì mình sẽ làm công việc gì? Ngày 100.000 thì chắc là làm cày máy cày. Cầm máy cày quầy á? Vâng. Đấy, em ăn cơm đi, ăn cơm xong rồi thì anh sẽ ghi hình tiếp. Bây giờ thì Hưng là ăn cơm thì có vẻ như là chưa bao giờ mà ai ghi hình em trong lúc mà đang ăn cơm mà đúng không? Vâng. Đây Hưng thì ngày hôm nay thì có đi đâu làm gì cho ai không ngày hôm nay ấy? Em không ạ. Ngày buổi sáng ấy. Buổi sáng em đi bắt mật ong ạ. Buổi sáng là đi cả ngày là đi bắt mật ong à? Vâng ạ. Thế là bây giờ thì đã tầm 4 giờ chiều rồi chứ. Em vừa mới đi về hay là đã về lâu rồi? Em đi về được một lúc ạ. Đi về được một lúc rồi à? Vâng. Thế em đi bắt mật ong này thì có bắt được không? Em có. Có à? Vâng. Thế mật ong lấy về thì để làm gì? Em lấy đi bán để trả nợ ngân hàng. Lấy đi bán à? Lấy đi ra chợ bán hay là như nào? Đi ra chợ bán. Lấy đi ra chợ bán á? Vâng. Thế mỗi lần mà đi lấy thì lấy được có nhiều không? Không, được một chai. Được một chai à? Vâng. Một chai lấy được tầm 1 lít không? Chắc là gần. Cái chai bia kia hay là chai nào? Chai bia. Chai bia à? Tại vì là cháu Lực nhìn thấy là các bạn trên vùng cao này hầu như là lấy cái chai bia để mà đi lấy mật ong khá là nhiều. Cháu Lực cũng nhìn thấy là nhà em Hưng thì có rất là nhiều những cái chai nhựa đi lấy về này. Thì nếu mà mỗi lần đi bán thì tự ra chợ bán hay là bán ở trong làng? Có lúc thì đi ra chợ bán. Có lúc thì ra chợ bán à? Vâng. Thế thì cái hoàn cảnh của em có nhiều không? Nếu mà có nhiều thì để anh đi bán hộ cho. Em có một chai ạ. Có một chai à? Vâng. Thế thì một tí nữa lấy xong. Em có ở đây không? Có. Có đây à? Em thì lấy về em xem nào. Ừ. Hãy vào trong nhà của em Hưng thì một cái ngôi nhà mà phải nói là hầu như là tất cả hoàn toàn là làm được bằng tre. Cái chai này à? Vâng ạ.
Cái đi cái này là mật ong là nó làm ở đâu? Ở tổ dưới đất hay là tổ trên cây? Trên cây ạ. Tổ trên cây á. Vâng. Nếu mà mỗi lần mình đi bắt thì có bắt khó không? Có. Khó á. Ừ. Thế mình có cái đồ bảo hộ gì đi lấy không? Không á. Ừ. Thế có bị đi lấy ong thì có bị đốt không? Có. Đốt ở đâu? Đốt lắm. À, có vẻ như là nhìn thấy là hai cái bờ má của em Hưng thì có vẻ như là bị ông đốt đốt một bên, là cả hai bên, Vâng. cả hai bên luôn à. Vâng. À, đi lấy ông như này thì phải có đồ bảo hộ gì đi lấy chứ, thì nó mới không có bị đốt chứ, chứ không là rất là nguy hiểm đấy. Nó mà đốt nhiều quá thì cảm giác như là mình không cầm được nổi cánh cây, nó mà rơi xuống ấy. Ừ. Hay lần sau đi lấy ông thì chú ý một chút nhá. Vâng ạ. Tổ này thì có lớn không, có to không? Ừ, nó không có to mấy đâu anh ạ. Đưa anh xem nào. À, đã thế là lấy được một chai như này à. Vâng. Đấy, có vẻ như là mật cái mùa này của bác này, màu nó không có được đẹp mấy của bác. Nếu mà Hưng thì lấy mật này về thì lấy tiền để mà đi làm gì? Em lấy tiền để đi góp để đi trả nợ. Có vẻ đi trả nợ. Vâng. Nên một chai này thì bán được tầm bao nhiêu tiền? Chai này tầm được tầm 150 ạ. Tầm 150 à? Vâng. Ồ, là chưa đủ 1 lít đâu các bác. Nếu mà 1 lít thì nó sẽ được nhiều hơn. Lấy đi giả nợ này, giả nợ ở bên ngoài là giả nợ ở ngân hàng, Giả nợ ngân hàng ạ. nợ ngân hàng à, Vâng. là đóng tiền lãi đúng Vâng. không? Nhà em là có cả sổ ngân hàng hết chứ, Có. em có thể lấy cho anh xem một chút được không, về cái vân sổ ngân hàng. Vâng. Đó. Theo như là lời của em Hưng kể của bác thì là Hưng có nợ một cái khoản là ngân hàng nữa. Đợt trước cháu lực xuống thì là nợ là 20, cái bảo là 25 triệu nhưng mà giả được là 5 triệu rồi. Đây ạ. Đấy, thì xem nào. Vậy đây là cái sổ mà ngân hàng của nhà em Hưng qua bác ạ, nhà em Hưng. Đấy, ở đây thì sổ ngân hàng thì đợt nọ mà cháu Lực ghi hình ở nhà em Quân một lần đấy thì cháu Lực sẽ không có ghi ký cho nữa của bác, tại vì là nếu mà sợ là nó đóng phải cái dấu nào thì nó sẽ bị xóa luôn cái video đấy. Bố em là Ly Lao Thi à, Thị Ly à, Lao Thị. Ly Lao Thị à. Vâng. Bố em thì sinh năm 1976 thì cũng được hơn 50 tuổi thôi nhỉ, 1967. 1967. Cái số tiền là khoản nợ đâu rồi, tận đâu ấy. Đã đóng được lần nào chưa? Lật sang bên kia nữa hay sao ấy? Sang bên này. Đâu rồi? Bên nữa, bên xem nào. Là giả được, trước là giả được 5 triệu rồi à? Vâng. À, ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là ngày mùng 16 tháng 6 2016 thì có vay là 25 triệu. Cái khoản này thì là Không phải 2016, đây 2000. đây Nhưng mà cái đấy nó chắc nó nghi nhầm bên à này, chắc bên này. à à Bên 2015 đây này, làm sổ là 2015. Ở đây chắc là người ta cấp ra cho sổ mới rồi Vâng, cấp cho sổ mới đấy, người ta cấp cho sổ mới là lấy từ năm 2010. 2010. 2010. À, lúc đấy thì em được bao nhiêu tuổi? Lúc đấy em được 2 tuổi. Được 2 tuổi. Thế là em ở đây thì nghe bố kể lại hay là như Nghe thế nào em bố. biết? Bố từ lúc mà mẹ làm cái nhà này xong là 2010. Là 2010 đúng Vâng, xong rồi mẹ mới bỏ đi. không? À. Mẹ của em bỏ đi là từ lúc mà em 2 tuổi đúng không? Ở Vâng. đây thì có một số các bác có theo dõi sâu thì không biết là hoàn cảnh của em Hưng, thì cho Lực xin được phép là tóm tắt lại thêm một chút. Anh xin phép là tóm tắt lại cái hoàn cảnh của em một chút nhá, để cho các bác ở trên kênh cùng biết Vâng. nhá. Vâng. Hưng thì là hay là em mà tự nói về hoàn cảnh của em cho các bác cùng biết nhá. Ừ. Rồi, em tên là gì? Em tên là Ly Văn Hưng. Được bao nhiêu tuổi rồi? Em được 10, năm nay em được 16 tuổi. Hiện tại thì em Hiện đang ở tại với ai đấy? thì bây giờ em đang ở một mình ạ. Một mình nhỉ? Vâng. Thế xong rồi còn tiếp là bố, tại sao bố lại mất đấy? Bố em thì đi nhà bác. Hôm nọ nhà bác có đám ma nhưng mà bố em không đi được. Xong rồi hôm nọ bố em lấy tiền với lại gạo với lại rượu lên lên nhà bác chơi. Xong rồi bố em về, bố em bị ngã xuống vực, gãy cổ với lại chấn thương nặng ở đầu, Là lúc đấy là tử vong luôn hay là như nào? tử vong luôn ạ. Tử vong tại chỗ luôn à? Vâng.
tử vong tại chỗ luôn, là không được lăn lăn không được đi đâu luôn. Là rơi xuống là đầu đập vào đá đúng cái không? đá, đá nó còn nhọn, đập vào đây nó thủng hai lỗ, thủng hai lỗ luôn. Chỗ này còn thủng một lỗ xong rồi nát hết đầu. Thế còn là mẹ của em? Mẹ em thì bỏ em từ lúc em 2 tuổi đi sang Trung Quốc. Xong rồi năm ngoái mới gọi điện được, liên lạc với được. Liên lạc được. Thế là hôm mất thì bố em mất thì mẹ vẫn biết đúng không? Vâng ạ. Là em tự gọi cho mẹ hay là như nào? Hôm mất thì chị gọi cho mẹ bảo là nếu mà mẹ bố mất rồi, nếu mà mẹ thương bọn con thì gửi cho bọn con ít tiền. Rồi mẹ bảo là chết thì thôi. Trước thì bố em hay uống rượu, xong rồi mẹ em mới bỏ đi, mọi em mới nói như thế. Thế là em nghe mẹ kể là bố uống rượu xong rồi mẹ mới bỏ đi à? Vâng. Ở đây thì chắc là cũng một phần là ở trên bản nữa cô bác thì không thể thiếu được là đi ra ngoài thì một hai chén rượu chén chè. Đấy, chắc là do là một phần, đó là một phần. Còn một phần còn lại là do về cái phần là gia đình nghèo. Gia đình nghèo quá nhưng mà ruộng thì vẫn có nhiều nhưng mà làm thì không được thóc nhiều. Một năm thì được tầm 7-8 bao. Là cả gia đình không đủ ăn đúng không? Vâng. Nhà em thì có ba anh chị em đúng không? Vâng. Em là con út, là con trai út đúng không? Vâng. Hai chị gái của Hưng thì đi lấy chồng rồi cô bác, đi lấy chồng cũng khá là xa. Thế như Hưng thì ở nhà thì có cái điện thoại nào mà để mà liên lạc với ai không? Dạ, em không ạ. Không à? Thế hôm nọ mà bố mất thì làm sao mà ai gọi điện thoại cho em thì mới biết là bố mất? Lúc đấy là em và cùng bạn em là bạn ở trên nhà này gọi xuống á. Là gọi cho bạn là mới biết đúng không? Vâng. Em lần đầu đi làm xa hay là đã bao nhiêu lần, có lần nào đi làm xa chưa? Lần đầu ạ. Lần đầu đi làm xa. Vâng. Em đi như thế thì em đi theo bạn hay là nghe lời ai để mà đi? Hai bạn thì đi làm trước 3-4 ngày. Xong rồi anh trai ở nhà trên này là con của ông trưởng bản. Anh cũng gọi xuống thuê trọ với hai bạn kia. Xong rồi em mới đi làm được 2 đêm. 2 đêm là vâng, nghe là bố mất đúng không? Vâng. Làm cả đêm như này thì buổi sáng, buổi tối thì mấy giờ là đi làm? 8 giờ tối, làm đến 8 giờ sáng. 8 giờ tối, 8 giờ sáng. Vâng. Nhưng mà đến lúc mà em về thì người ta có cho nghỉ nào không? Không, cho tầm... nếu mà theo mình 7 ngày mới lấy lương hay là 1 tháng mới lấy lương cũng được. Thế nhưng mà em không nói với người ta rằng là bố em mất, em xin về cho các anh cho một ít tiền để người ta không nghe à? Anh Thắng gọi xuống cho 400.000 làm tiền xe về. Xong rồi có một chú lại bảo là thương quá cái chú mà làm cái gì công ty, giám đốc công ty DKT cho 100.000 nữa. Là đủ tiền xe là về đúng không? Vâng. Thế về đến nhà là vẫn là gặp bố đúng không? Hôm nọ anh hỏi ấy. Vâng. Hôm nay thì về đến nhà thì vẫn gặp thấy bố nhưng mà các chị bảo là với các anh bảo là nếu chắc là chờ em về thì em bảo bố thì bố mới nhắm mắt nhưng mà bố không nhắm mắt. Thế là bây giờ bố, vì bố mà không nhắm mắt thì em ở trong nhà thì em mới sợ đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà sau khoảng 4 5 6 7 ngày bố mất rồi, bố ra đi rồi thì cảm giác của em, cảm xúc của em thì hiện tại là như thế nào? Có cái nỗi buồn đấy thì như thế nào trong lòng của em ấy? Trong lòng em không thấy bố thì em rất là buồn. Buồn nhưng mà em vẫn phải cố gắng đi kiếm tiền thì trả nợ. Giả nợ à? Vâng. Ở đây thì không phải là bố của em là đi vay tiền về để mà đi chơi là gì cả cô bác, mà vay tiền về để làm một cái ngôi nhà để cho ba bố con là cùng ở. Đấy, nhưng mà hàng tháng thì bố em có đóng lãi không? Hàng tháng thì bố không có tiền, không làm đủ tiền thì người ta về, không đủ thì người ta lấy cái nọ cái kia. Nôi trước nôi con vịt thì lấy đi. Một lần nó xuống là nó lấy tiền với lại lấy
một hai con vịt đi nữa. Là về thu hồi tài sản của nhà mình đi đúng không? Vâng. Hôm nọ anh kể nghe rằng em nói rằng là thu một con bò nữa. Vâng ạ. Ở đây thì cô bác ạ. Cái lúc đấy là tháng đấy là bố em bị thương, bố em nằm ở nhà là không đi làm được đúng không? Gần một năm là không đi đâu làm được. Thế là không có tiền đóng lái thì người ta mới xuống lấy đúng không? Vâng, xong rồi bố em bảo là xem thế nào cho chú hai tuần thì chú trả, nhưng mà cái mấy anh đấy thì cứ đòi lấy xong rồi dắt đi bán luôn. Đợt đi là bán luôn à? Thế vâng, đợt đấy thì bán được bao nhiêu tiền thì con to to mới được 5 triệu. To được 5 triệu à? Vâng. Thế là từ 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 đấy là nhà mình không có bò nữa à? Vâng ạ, không có tiền mua. Thế là không có tiền mua, xong vâng. Mà người ta lấy cái khoản đấy đi mà trừ vào phần lái, xong vâng. Là đến lúc mà bố em hết bệnh rồi. Trừ vào phần gốc nữa. Trừ gốc nữa à? Vâng. Đến lúc mà bố em hết bệnh thì lại tiếp tục đi ra ngoài làm để một tháng đóng vâng. À? Thế một Vâng. tháng đóng bao nhiêu tiền em có biết không? Tầm chỉ như là 300 hay sao. 300 à? Cái khoản tiền của nhà em thì bây giờ là còn 20 triệu đúng không? Nhưng mà bây giờ thêm cả lái nữa là chắc là rơi vào tầm 22 triệu. 22 triệu là mấy tháng, coi như là độ tầm gần năm đi. Gần năm là bố em không đóng được rồi. Vâng. Xong rồi năm em đang học lớp học lớp 6, mấy ông kia lại xuống đòi tiền tiền à đấy, con bò đấy sắp đẻ rồi, nhưng mà mấy bọn đấy cứ lấy đi bán xong rồi được 3 ngày con bò đấy đã đẻ rồi, nhưng mà bố em bảo là xong rồi mấy mấy tháng nữa mấy ông kia lại xuống đòi, xong rồi bố em bảo là con bò của tao sắp đẻ, bố em nói thì con bò của tao sắp đẻ rồi, bây giờ chúng mày nếu mà tao không có gì chúng mày muốn lấy thì chúng mày vác cả cái nhà đi đi, bố em cũng bảo thế, nhưng mà xong rồi mấy anh đấy đi về. Bây giờ thì thời gian nữa thì cháu Lực không biết là người ta có thể về thu hồi cái ngôi nhà không cô bác. Ngôi nhà này bây giờ đáng giá, chỉ có đáng giá ở phần cái cột nhà thôi. Cột nhà thì cháu Lực vâng. nhìn thấy là bố của em đi mua cái cột ấy, có những cột thì còn khá là chắc chắn, còn là những cột thì hầu như là không còn vâng. sử dụng được nữa rồi cô bác ạ. Nếu mà dỡ cột ra thì là chỉ có hỏng thôi. Cột nào chắc chắn là nó vẫn giữ được mấy cột kia. Thế thì bây giờ em cất cái phần sổ ngân hàng đi. Đấy, nếu mà anh chia sẻ lên trên kênh nào được các bác nào mà giúp đỡ thì đến lúc đấy anh sẽ xuống và nói với em sau. Đấy, tương lai của em thì còn dài chứ không phải là còn ngắn, mà các bác ở trên kênh thì cũng muốn giúp các em. Cũng muốn giúp các em, nhưng mà các bác cũng phải là xem để mà có phải là thực sự hoàn cảnh của em là như vậy không. Vâng. Anh thì cũng được là các bác giới thiệu xuống thì anh cũng biết, và anh cũng có tìm hiểu thêm rằng là cái hoàn cảnh của em thì nó đang là thật sự là như vậy. Hiện tại thì em biết là mình bây giờ trở thành là một đứa trẻ như nào không? Không còn bố, không còn mẹ thì người ta gọi mình là như nào? Mồ côi ạ. Người ta gọi là mồ côi đúng không? Vâng. Hai cái từ đấy thì em có muốn bị ai mà gắn lên cho mình không? Em không ạ. Không ạ. Ừ. Thế bây giờ thì anh cũng xin phép là động chạm lại cái nỗi buồn của em một chút. Ừ. Đấy, nỗi buồn của em thì bây giờ nếu mà để mà vượt qua nổi thì chưa có thể là vượt qua được ngay khúc này cả. Ừ. Em đã từng giống như một người bạn, một cái bạn mà ở trên kênh của anh là anh đang đi chia sẻ, bố cũng mới mất được là 3 ngày. Đấy, các anh khi sau khi mà anh đăng tải lên thì các bác cũng nói rằng là anh thường xuyên xuống mà nói chuyện để mà làm một người bạn, một người anh, để làm sao mà các em không có bị tự kỷ, sợ rằng là cái cuộc sống của em rơi vào như vậy, một người nào đó, một người xấu nào đó dụ dỗ các em đi làm những công việc mà nó nguy hiểm cũng như là vi phạm pháp luật, thì cuộc đời em coi như là coi như là không còn gì để mà nói nữa rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ chắc chắn là cái về cái phần khoản ngân hàng này bố em mới mất, chỉ chắc chắn là người ta sẽ không có về thu hồi cái gì cả. Sau này em đủ 18 tuổi thì đến lúc đấy em sẽ lại phải gánh vác. Sau này em có cái gì đó thì người ta lại tiếp tục về thu hồi. Bây giờ là phần nhiều nhất là phần
người ta muốn thu hồi là thu hồi cái phần là đất ruộng. Nhà em vẫn còn đất ruộng đúng không? Vâng ạ. Năm nay thì liệu có còn cho ai làm được không hay là mình tự làm? Một mình em ở thì em còn bé thì một mình em làm không được ạ. Một mình là làm không được à? Vâng. Tại vì là không có bò, không có trâu để mà cày đúng không? Vâng ạ. Nếu mà có bò, có trâu để mà cày thì là em có cho ai làm được không? Không ạ. Không à? Vâng. Đấy, tại vì là mình đã có trâu bò cày đúng không? Vâng. Nhưng mà mình lấy cuốc đi cuốc thì không biết là bao giờ mới xong đúng không? Vâng. Ở trong làng thì các bác hay thời gian này trước kia đến bây giờ thì hay thuê em mà làm những công việc gì? Thường xuyên là cắt cỏ lấy quế với lại cày ruộng. Cày ruộng à? Vâng, cấy nữa. À, thế là cái em đi ra ngoài làm thêm là đi lấy mật ong về để bán đúng không? Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì nếu mà lúc nào mà anh xuống có mật ong ấy thì gửi cho anh để anh đem đi anh đem trên kênh để bán cho. Đấy, ở đây thì nếu mà các bác quan tâm tới mật ong của em Hưng ấy thì các bác có thể là điện thoại cho cháu Lực để mà cháu Lực gửi được cho các bác mật ong của em Hưng, cũng như là các bác giúp đỡ em Hưng để mà làm sao mà cho em Hưng có một khoản tiền để sau này em ấy giả về cái phần khoản ngân hàng của em ấy, chứ không là bên là chính quyền người ta lại vào thu hồi cái phần là ruộng thì coi như là nhà mình không có ruộng, không có gì để mà làm nữa luôn. Vâng. Đấy, em nói một lời cho các bác là ủng hộ tới mình để mà mua mật ong của mình nhá. Em có biết nói như nào không? Không. Không à? Vâng. Thì em nói theo anh nhá. Vâng. Và con mong các ông các bà mua mật ong ủng hộ con. Con mong các ông các bà mua mật ong ủng hộ em, ủng hộ con. Ủng hộ mình nha, để mình có tiền làm gì? Để trả nợ ngân hàng ạ. Có tiền để trả nợ ngân hàng đúng không? Vâng ạ. Ở nhà thì bây giờ thì anh nhìn thấy là có một bao thóc ấy. Bao thóc này thì ăn được tầm bao nhiêu ngày thì hết? Bao thóc này là chưa mang đi sắt. Nếu mà mang đi sắt là nó tầm được hơn mười mấy cân. Mười mấy cân à? Vâng. Mười mấy cân này thì một mình em ăn thì cũng độ tầm là một tháng thôi. Vâng. Có vẻ như đang ngồi ở trong nhà của bác, cái không khí lạnh thổi vào cảm giác như là rất là lạnh con người của mình luôn. Bây giờ thì hiện tại là mùa đông thì nó chưa có trải qua cả. Một mình em ngủ như này thì buổi đêm thì có lạnh lắm không? Em có. Một mình là ngủ lạnh à? Vâng. Tại vì là có hai cái chăn. Có hai cái chăn thôi à? Vâng. Cháu Lực nhìn thấy là không có một cái tấm nệm, một cái tấm chăn nó ấm áp cả. Anh thấy kia có một cái chăn mới thì ai vừa mua cho à? Chăn mới này là hôm nọ nhà em làm đám ma là đi mượn nhà chú ở trên này lấy xuống để cho những thầy mo thầy cúng ngủ ạ. À, thế làm ma chay như này thì em đi đâu lấy tiền về để mà lo hậu sự? Mà bác giúp ạ. Bác ruột em giúp à? Vâng ạ. Bác chỉ giúp được đến thế thôi. Đấy, em ở một mình như này thì buổi tối em có đi ăn cơm của bác không hay là một mình là tự ăn? Em ăn ở nhà. Ăn ở nhà? Vâng. Có những lúc mà đi làm về ở nhà không ai nấu cơm, mình đói rồi thì có ra nhà bác ăn cơm không? Em tự nấu cơm ăn. Về nhà là mới tự nấu cơm ăn? Vâng ạ. Các bác ạ, cuộc sống của Hưng ấy, nghe theo Hưng kể ấy, thì ở đây thì cháu cũng chỉ là người xuống mà chia sẻ cái cuộc sống của em Hưng lên thôi. Nhưng mà sau khi mà cháu được nghe thấy em Hưng nói như vậy ấy, cảm giác như là rất là thương tâm cho em. Một cái tương lai về lâu về dài và ở trên đôi vai của mình hiện tại là đang có rất là nhiều những cái gánh nặng mà đè lên. Có thể là vai trái là khoản ngân hàng, vai phải là Nợ ngoài là bao nhiêu tiền nữa? Là gần 20 triệu. Nợ ngoài là gần 20 triệu nữa. Thì bố em là đi vay tiền ở bên ngoài về để làm gì? Bố em vay để mua con bò. Mua con bò à? Thế con bò đấy thì đi đâu? Con bò đấy bị bệnh chết rồi ạ. Bệnh chết? Vâng. Thế là thành ra là lúc đấy là mấy nợ thêm khoản ngân hàng là bên ở bên ngoài nữa à? Vâng. Ở bên ngoài nó còn lãi nó cao nữa. Bên ngoài cũng còn lãi á? Lãi nó cao. Nhưng mà bây giờ bố đi rồi thì người ta còn bắt em nộp lãi không? Có. Nhưng mà bây giờ em không có tiền thì em đi đâu lấy tiền ra để nộp lãi? Người ta có đòi hỏi cái gì không? Không. Người ta bảo là lúc nào có thì già. Lúc nào có thì già. Vâng. Thế là tức là người ta nói là sau này em lớn lên. Vâng. Sau này lớn lên thì bọn họ thích, nếu mà
lá nó càng nhiều thì mình lại càng nộp nhiều. Càng nộp nhiều, rồi người ta có bảo, người ta có bảo là ra nếu mà không có nộp thì ra lấy ruộng em không? Không. Nếu mà có lấy, nhưng mà nếu mà không có đủ tiền giả thì người ta mới lấy. Không có đủ tiền là người ta mới lấy. Vâng. Nhưng mà ruộng nhà em nếu mà để mà bán thì được 20 triệu không? Được tầm 20 mấy triệu. Được tầm 20 mấy triệu à? Vâng ạ. Và bây giờ thì trên gọi là tài sản của em Hưng thì chỉ còn ngôi nhà với lại thêm là ruộng thôi, cũng không có thêm là cái gì cả của bác ạ. Vâng, có bố... mỗi một rừng cây. Thế là nếu mà rừng cây với lại cái chỗ mà đất khô để trồng ngô một tí nữa. Thế là nếu mà bố em mà không giả được về cái khoản mà bên ngoài thì người ta sẽ lấy ruộng với lại đất của nhà mình hết đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì hiện tại là mới xảy ra cái sự việc thôi các bác nhá. Về sau về dài thì nếu mà không có giải hết thì nó còn là rất là nhiều những câu chuyện mà những câu chuyện xảy ra nữa. Bây giờ thì em có còn đi đâu làm gì nữa không? Bây giờ em không ạ. Bây giờ không à? Vâng ạ. Tại vì bây giờ thì cũng tối rồi các bác ạ. Bây giờ thì có vẻ như là bây giờ thì gần là 5 giờ chiều rồi. Vâng. Gần 5 giờ chiều rồi, thế là tối nay là không ăn cơm nữa à? Vừa rồi ăn đấy. Vâng ạ. Thế là mấy hôm nay là chỉ toàn ăn cơm con chan với lại nước lá thôi à? Vâng ạ. Đấy, lần sau anh xuống đây anh sẽ mua cho Hưng là một ít thịt. Vâng. Một ít thịt gạo thì hiện tại là đang còn đúng không? Vâng ạ. Còn gạo thì anh sẽ không có mua nữa. Ở đây thì cũng được chị Trần Đối Giáng My là đồng hành cùng cháu Lực để đi giúp đỡ những hoàn cảnh mới khi mà các bác khi mà chưa có ai giúp đỡ em, khi mà chưa có các bác giúp đỡ em Hưng cô bác ạ. Đấy, phải nói là chị Giáng My cũng là một người mạnh thường quân đồng hành từ bồng hành cùng cháu Lực khi mà cháu Lực vừa mới lập canh đến thời điểm hiện tại. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, hiện tại thì em Hưng có đi lấy được một chút mật ong này cô bác này. Mật ong này thì em Hưng còn để ở cái chai, chai đây là chai bia. Mỗi lần là lấy về là để chai bia thôi. Nếu mà em đi lấy về này thì vắt là vắt như nào? Em vắt bằng màn. Vắt bằng màn à? Vâng. Có thể là vắt bằng màn thì nó sẽ chưa có được gọi là cái tổ nó bác, chưa có được sạch cho lắm, cho nên là về cho Lực vẫn phải lọc lại nếu mà các bác mua ấy. Rất là mong các bác sẽ ủng hộ mật ong của em Hưng để cho em Hưng có thêm kinh phí của bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Rồi, không có thắt lưng à Hưng? Vâng. Bỏ xem nào. Rồi. Cúc quần thì cũng bị hỏng hết rồi. Bỏ lên xem nào, lấy cái dây gì là thắt lưng đây? Dây giày ạ. Dây giày á? Vâng. Ồ, cô bác này khúc quần thì cũng bay hết rồi. Khóa thì cũng còn nữa đâu. Ừ. Em thì có còn quần áo nữa không? Mỗi lần mà anh xuống thì thấy đều thấy là mặc một cái bộ quần áo mà hở vai khá là nhiều đấy. Vâng. Ở chỗ này là trước kia là hai bố con mà ngồi nấu cơm tâm sự với nhau. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình em Hưng bơ vơ ở trong một cái ngôi nhà như vậy thôi. Thế buổi tối thì em không ngủ ở chỗ này à? Em không dám ngủ chỗ bố em. Không dám ngủ chỗ bố em ngủ á? Ừ, ngủ đây mà. Thế là buổi tối ngủ đây đúng không? Vâng. Sàn nhà thì tất cả lại mọi cái đều làm hoàn toàn bằng cái tre này cô bác này. Ở bên này thì chắc là chỗ nấu cơm của, chỗ để cơm của hai bố con đúng không? Vâng. Phần phía bên này thì có vẻ như là bị thủng rồi ấy. Chỗ này này, hôm nào chị em còn
Giấm còn gãy hết. Thế củi củi này là lấy về là để nấu cơm à? Vâng ạ. Nhà có nồi cơm điện, nồi cơm điện cái còn dùng được không? Nồi này hỏng à? Hỏng rồi à? Vâng. Trước thì bố đi làm thì mua nhưng mà hỏng hết. Cái chảo thì cũng hỏng. Thế là bây giờ chỉ có một cái ấm với lại thêm là hai cái nồi này thôi à? Vâng, cái chảo đấy, hai cái chảo này nữa. Cái nồi này thì ở trong là nấu cái gì? Cái chảo này thì từ lúc mà mẹ em ở là mua rồi nhưng mà bây giờ không, lâu rồi không dùng nữa, được một năm rồi. Ồ, thấy là bị móc hết rồi. Cái nồi này thì ở trong là nấu cái gì? Nồi này thì bình thường thì em hay nấu nước canh ạ. Nấu nước canh à? Vâng. Một mắm muối mà chính ở nhà thì còn không? Ôi dồi. Muối thì còn là một gói bé tí như này thôi. Vâng. Mì chính thì hết rồi à? Mì chính thì chắc là hết rồi. Vừa mới hết hay là đã hết lâu rồi? Đã hết được mấy ngày rồi. Hết được mấy ngày à? Ồ, trên này anh nhìn thấy là còn rất là nhiều những cái tấm vải màu trắng này này. Ở bên kia thì anh cũng còn nhìn thấy hoàn ở trong nhà thì vừa có làm ma chay xong của bác, có vẻ như là còn rất là nhiều những cái bộ quần áo màu trắng trắng. Đấy. Ở trong nhà thì thấy là Hưng là cũng dọn dẹp lại trong nhà một chút rồi. Những cái quần áo như này thì có móc thì sao không treo nó lên? Bẩn hết. Là bẩn là chưa giặt à? Bẩn hết là hỏng hết là em không mặc nữa. Là bị hỏng hết rồi đúng không? Vâng. Trước kia thì bố của em, hai bố con là ngủ ở bên này của bác ạ. Chỉ thấy là có một cái tấm chăn với một tấm chiếu thôi. Đúng không? Chẳng có cái tấm nệm nào. Nhà bác của em Hưng thì ở bên kia sẽ được nhìn thấy là nhà bác thì cũng có vẻ như là một gia đình mà cũng để mà khá giả thì cũng khá giả bao nhiêu các bác. Nhìn thấy là ngôi nhà thì của bác thì cũng nghiêng đi khá là nhiều để mà giúp cho em Hưng thì cũng chỉ giúp được chờ một hai bữa cơm thôi chứ không thể giúp được cả cái cuộc đời của em Hưng được. Điện thoại này là điện thoại của ai? Tức là bố em dùng nhưng mà sau này về sau em lại dùng nhưng mà hỏng hết rồi. Trong đây có sim không? Trong đấy có không ạ? Không à, thế đồng hồ đấy, anh thấy có cả đồng hồ đấy, đồng hồ của ai? Đồng hồ đấy? Của bố em. Đồng hồ của bố à? Vâng. Đấy, bố thì còn để lại là... Nhưng mà cái đồng hồ này nó là hình như là nó hỏng để lâu lắm rồi. Để lâu lắm rồi à? Vâng, bố em đây này nó hỏng, đứt ra là bố em sửa không được. Rồi bố em, hôm bố em vẫn còn có là bố em cứ hay đòi bọn em đi sửa hộ nhưng mà bọn em chưa được đi sửa là đi làm được 2 ngày là bố đã mất rồi. Thế còn là trên này thì cái này thì anh thấy là nếp nương đúng không? Vâng. Nếp đúng không? Nếp này ai lấy về cho hay là nhà mình tự có? Mua. Vâng, hai cái chỗ này đã 140 rồi. Là hôm mà làm ma chay là mua đúng không? Vâng, dưới có cái bát. Thế là dưới hiện tại là vẫn còn cái bát là gia đình mình vẫn chưa có gọi là bố em vẫn chưa có gọi hồn lên trên bàn thờ đúng không? Gọi lên rồi à? Không qua hay là hôm kia? Tối qua à, tối qua là vừa làm cái lễ để mà gọi hồn lên trên bàn thờ đúng không? Vâng, đây là gọi nếp mà người ta lấy về cho chị lấy sang cho. Đấy, mặc nếu mà lạnh quá thì mặc thêm áo vào đi. Thời tiết như này thì có vẻ như thì em mặc sau. Thì em mặc sau Điện thì nó hở đây này. Giờ cầm nó phải giật luôn. Đây là điện hở á? Vâng. Hôm nọ bố em hôm nọ ở nhà anh ở bên dưới là làm cái gì? Làm đám cưới. Xong rồi cái dây điện mà này nó không được dài ra đến cửa nhưng mà bố em kéo ra đến đấy xong rồi lấy một cái dây buộc bóng điện giữ ở đấy xong rồi nó đứt ở chỗ dây điện nhưng mà em sửa thì cái này nó không được, nó lâu rồi nhưng mà nó không được nữa. Thế em là cũng biết là sửa điện à? Vâng ạ. Trước là mấy cái này là nó hỏng tùy em tuần sửa. Đấy, cái này là Lực nhìn thấy là trong nhà là có dao à? Thôi kệ nó đi. Kệ nó đi. Trước là em sửa chỗ nào đấy, chỗ này sao ấy. Ôi, cẩn thận nha điện đây. Này có vẻ như là
các em rơi vào cái hoàn cảnh như này, không có ai để mà dìu dắt, cho nên là tự lập cũng rất là sớm, cái gì cũng biết làm. Ở trong nhà thì nhìn thấy là có một cái bóng đèn, có bóng đèn điện mà duy nhất thôi. Hai bóng à? Ừ. ở chỗ nào một bóng nữa? Đây ạ. À. Còn một bóng nữa. À ở bên kia đúng không? Một bóng nữa là ở nhà bác. À thế thì bỏ ra đi. Thế thì chỗ này thì sao lại bây giờ còn là tấm gì để mà che nữa không? Dạ không ạ. Không á? Vâng. Thế là em không biết làm. Không biết làm. Vâng. Lấy tạm một cái gì về che cho nó đỡ, gọi là nó đỡ như kiểu là nó bị hở nhạc quá. Ừ. Nó vừa mới bị hay là đã bỏ lâu rồi? Vừa mới bị à? Ừ. Đây là bộ áo trắng là trước em mặc. Mặc đúng không? Vâng. À là con trai là phải mặc cái này đúng không? Con trai là phải mặc, với lại có cái áo người nùng mà bố hay mặc. Ừ. Để lấy đeo ngang vai. À. Đeo ngang vai gọi là cái gì? Ừ. Gọi là tiếng nùng gọi là cái gì? À, phải nói là em Hưng của bác ạ, đây có vẻ là chính thức là từ thời gian này đi thì em sẽ phải là một cuộc sống mà tự lập. Có vẻ như là em Hưng là bắt đầu từ bây giờ cuộc sống của em thì sẽ là do em quyết định, em sẽ tự lập rất là sớm. Nhưng mà anh cũng mong sao là em đừng có đi ra ngoài mà vi phạm những cái về cái vấn đề mà pháp luật nhá. Vâng. Đấy. Còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là Trần Lực cũng xin được chia sẻ thế này cho cô bác, xuống với em Hưng nói chuyện với em Hưng một chút và ghi hình lại để cho làm sao mà em Hưng không có mắc phải vào cái căn bệnh mà tự kỷ, thì không biết là cuộc đời của em sau này sẽ phải trôi đi về đâu nữa. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và rất là mong khi mà Trần Lực đăng tải thước phim này lên sẽ nhận được sự đón nhận của các bác tới cho em Hưng. Còn bây giờ thì cháu được xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác, Hưng gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Cháu xin tạm biệt các ông các bà.